Bánh mì của em là bán cũng trên 80 năm rồi, là ba đời em là đời thứ ba. Của em có 5 chả lận, cho bò, cho quế, cho lụa, cho thủ và cho chiên. Đặc biệt nhất là cho bò, cho quế với cho thủ. Chả của em chỉ bỏ hành tây vô leo nó mới ngon, chứ bỏ mấy kia ăn nó không có ngon. Nhiều khi em ra em bán thấy cũng đơn giản rồi, làm lẹ cho người ta đi ăn rồi cũng vui lắm. Ra bán với nó quen rồi, bán từ năm 97, 96, 97 tới giờ. Bình là ổ 20 anh, 20 với 25. Có nhiều người ăn nhiều, ăn 30 nữa. Em bán có được có 3 tiếng mấy à, em bán từ 6 giờ tới 9 giờ rưỡi em nghỉ à. Chiều mua tối làm sẵn hết rồi, sáng dậy sớm cắt giả rồi đem ra đây là bán luôn. Chứ anh đem ra đây chắc không kịp đâu, anh thấy anh bán đông vậy đó. Thì lúc trước có ông Lý anh là đời đầu á, rồi tới ông Hiếu, bây giờ ông lớn tuổi rồi, bây giờ tới em cũng như ba đời vậy, cũng gia truyền cũng như là năm đội chả từ đó tới giờ. Cứ vòng vòng đây, ở đây 189 với 187, vòng đây không anh?